Hello, xin chào toàn thể anh chị em mình nhá. Hôm nay em có một cái mẫu xe, nói chung là cũng tương đối là hiếm. Thì Vision 155 của nhà Yamaha, một máy thì nó dùng chung với của ERC 155 với MT15 á. Hôm nay em có một cái bản độ màu sơn này cũng khá là đẹp. Thì em mua sao này, nó nguyên y vậy rồi. Đó, màu đỏ xám. Xe một chủ từ đầu, đời 2019, đăng ký trên cà vẹt là 2020. Xe đi như 11-12 nghìn nhá, cặp lốp zin theo xe trước sau. Đó, cái màu này khá là đẹp luôn. Cho các anh em nào mà trẻ trung tí thì chơi màu này thì ổn này. Còn các anh các chú thì có thể là rất là thích màu zin, không thích những cái màu mà đã được mót lại như thế này. FZ 155 thì nó tương đối hiếm ấy, lâu lâu mới về được một cái thôi. Cái này đi 13.000 nhá. Mọi chức năng là hoạt động bình thường nha. Một chủ luôn, cà vẹt đát lốp thì em coi là 29, cà vẹt đăng ký 20, đi 13.000. Máy móc êm, zin thì thầm, không lỗi lầm nhá. Xe thì ngoài đi một bộ màu sơn rất là nổi thì cũng đã được hạ phục trước và phục sau một chút xíu. Đây, nhìn cũng khá là tương đối đấy. Xe thì con này nó được lắp bạc này, nhìn trông rất là nổi xe. Nhông xuyên dĩa zin theo xe luôn này. Đó, lốp sau zin, lốp trước zin luôn. Máy móc là cam kết nguyên zin cho anh chị em mình nhé. Đây, bánh trước thì chưa mở luôn này. Đó, rất đẹp. Anh chị em nào mà thích những cái màu nổi thì cho em này quá là ok nhé. Còn anh em nào mà thích màu zin thì có thể lựa chọn qua xe khác. Đó. Xe của em thì cam kết là đẹp, bởi vì nước sơn thì quá mới rồi, mới được dọn lại, dán tem lại rồi, bao đẹp luôn. Anh chị em mình cứ yên tâm là máy móc em sẽ cam kết và có bảo hành cho anh chị em chơi để cho yên tâm nhé. Giá con này thì em để là 37.500.000, chỉ với 37.500.000. Nói chung là chuẩn. Máy êm, không ra khói. Vision 155 hay còn gọi là FZ 155 cũng được. Đó. Xe này nhìn tháo gương ra với hạ phuộc một chút nhìn cũng là ok đấy. Anh nào mà cao 1m6 là đi cũng vẫn được nha, vì đã được hạ phuộc trước và phuộc sau rồi. Đó. Rồi, đơn giản vậy thôi. Anh chị em nào cần coi thêm hay tư vấn thêm thì cứ gọi trực tiếp qua số điện thoại giùm em nhé, 0974847553. Số điện thoại và địa chỉ em sẽ luôn ghi ở dưới phần bình luận và mô tả nhé. Kênh của em là chuyên mua bán trao đổi tư vấn cho anh chị em mình về phần xe cộ, vận chuyển, giấy tờ sang tên, rút gốc trả góp như thế nào cũng được. Đó, em chuyên kinh doanh tất cả các mặt hàng xe lướt nhé. Anh chị nào mà có nhu cầu thì ủng hộ em nhé. Ok.